Tường My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư. Xin chào cô. Dạ, quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, và như mọi lần thì chúng ta thường gặp nhau tối thứ hai hàng tuần ở studio của đài VOA, nhưng mà vì cái tình trạng dịch COVID-19 cho nên là chúng tôi đã chuyển sang làm việc tại nhà. Thành ra giáo sư Cường ngày hôm nay đến với chương trình cũng tại nhà, vì ở trường của ông cũng đang có cái lệnh gọi là bị phong tỏa, đóng cửa trường học, và hiện bây giờ tất cả đều là online trực tuyến cả. Và chương trình này cũng thực hiện trong cái dịp mà chúng ta đang làm việc trực tuyến như vậy đó, thì để giải đáp những cái thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề du học Mỹ trong thời điểm này, thời điểm mùa dịch corona ảnh hưởng tới du học sinh như thế nào. Mời quý vị và các bạn theo dõi và gửi những thắc mắc của mình để chúng tôi có thể giải đáp trong lúc chương trình diễn ra nửa giờ đồng hồ trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Thưa giáo sư, mình biết là nước Mỹ là một trong những nước thu hút du học sinh nhiều nhất trên thế giới, nếu không muốn nói là đứng hàng đầu trên thế giới. Số lượng du học sinh tại Mỹ tính cho tới tháng Giêng năm nay đó là hơn 1.1 triệu. Và trong số đó đó là du học sinh từ Việt Nam cũng chiếm số đông rất là nhiều. Nếu mà nói là Trung Quốc hiện bây giờ có gần 370.000 du học sinh tại Mỹ, thì Việt Nam hiện bây giờ có gần 30.000 du học sinh tại Mỹ. Thì với 30.000 em học sinh đang ở đây đó, thì dĩ nhiên là trong cái lúc mà trường học đóng cửa như thế này, thì những cái quan ngại của các em cũng rất là nhiều. Đó là chưa kể đến những em mà đang làm hồ sơ chuẩn bị, đã sẵn sàng bước sang Mỹ đi du học, thì gặp ngay cái dịch bệnh này nó bùng nổ, thì nó cản trở rất là nhiều. Cho nên là rất nhiều những thắc mắc cần được giải đáp lúc này, thì xin giáo sư dành thời gian ngày hôm nay để có thể giúp các em giải tỏa những cái khúc mắc đó. Nhìn chung lúc này, nên lưu lại Mỹ hay là về nước? Đó là câu hỏi đầu tiên của các du học sinh tại Mỹ lúc này. Xin mời giáo sư có lời khuyên cho các bạn như thế nào? Vâng, trước tiên thì tôi cũng muốn nói chuyện với các quý vị là cái ảnh hưởng của COVID-19 ở tất cả các đại học ở Mỹ rất là trầm trọng. Hiện tại tất cả các đại học được chương trình online, và tất cả cái kiến trúc xá của các sinh viên họ đều đóng cửa. Bởi thế các sinh viên du học, nhất là sinh viên du học của Việt Nam, rất là hoang mang ở tại trường đại học chúng tôi. Thì câu hỏi đầu tiên, câu hỏi là đây một câu hỏi rất là gọi là common question, gọi là rất là thường đối với các sinh viên Việt Nam. Họ đến hỏi chúng tôi rằng là thưa thầy, bây giờ có nên về Việt Nam hay là ở lại đây? Thì theo tôi biết, nếu được thì nên ở lại Mỹ trong thời gian này. Tại vì mình chưa biết cái tình hình thay đổi như thế nào. Chương trình thay đổi và đối phó với COVID-19 là nó thay đổi hàng tuần từ chính phủ của Mỹ. Bởi thế hiện tại theo tôi biết thì chương trình visa của Việt Nam, nếu mà về Việt Nam, cái thứ nhất có thể chính phủ Mỹ họ không có cho qua lại, hay là nếu mà cho qua lại thì họ sẽ bắt làm cách ly là quarantine là khoảng 14 ngày hay là có thể đến 4 tuần. Thì nếu mà được thì các bạn đang du học hiện tại ở Mỹ nên ở lại. Ở Mỹ có nhiều cách, có thể rằng là mình ở lại trong cái kiến trúc xá của trường đại học nếu được, hay là ở ra ngoài gần đó, ở một nhà bà con nào đó, hay là bạn bè, hay là ở bất cứ một người nào, nhà bà con nào trên nước Mỹ thì cũng tốt vậy. Tại vì hiện tại cái vấn đề đi lại của nước Mỹ vẫn chưa được giới hạn, bởi thế đi lại rất là dễ. Tại vì tất cả các lớp chúng tôi, tất cả các trường đại học, đa số đó có thể là gần 100% rồi, thì họ đã đưa về online. Thì bất cứ ở chỗ nào trên nước Mỹ, Cali cho đến Boston, có nghĩa là từ đông qua đến tây, thì không có tây qua đến đông, thì nó chỉ khác biệt 5 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Bởi thế nếu được thì nên ở lại nước Mỹ. Tại vì có thể về thì trong thời gian đây cái tình hình họ thay đổi thì mình trở lại rất là khó khăn. Thì nói lại tóm lại rất là đơn giản là nếu được thì nên ở lại Mỹ. Dạ, giáo sư nói là nên ở lại Mỹ, thì đó cũng là một trong những cái mà nhiều người cũng đang khuyên lúc này là ở đâu nên ở yên đó. Tại vì mình di chuyển đó là nhiều khi nó sẽ sinh ra những cái rủi ro mà mình không lường trước được. Nhưng mà cũng có nhiều bạn quan ngại rằng lúc này mà tôi ở lại đây đó, tôi học thì tôi cũng đâu có đến trường đâu, mà tôi ở lại đây thì tiền nhà, tiền cửa, chi phí sinh hoạt các thứ nó lại càng thêm tốn kém, trong lúc dịch bệnh ở Mỹ nó cũng tăng nhiều hơn là ở Việt Nam nữa. Cho nên là chắc là tôi về Việt Nam tôi được
tiết kiệm một số tiền. Mà còn ở Việt Nam thì theo như một số bạn nói là cái số nó ảnh hưởng nó còn hơi ít, cho nên là tôi cũng yên tâm hơn, gia đình ở chung với nhau thì cũng yên tâm hơn. Với những người bạn mà có những cái suy nghĩ đó thì giáo sư nghĩ sao? Cái thứ nhất là cái mục đích quan trọng của tất cả các du học sinh đi qua Mỹ là chú tâm vào vấn đề học hành. Cái vấn đề mà chi phí đối với những cái sự học hành là cái chuyện dĩ nhiên. Nếu ở lại ở Mỹ thì nếu mà ở trong kiến trúc xá thì trước xá thì mình đã trả tiền rồi thì mình cũng ở lại được. Nếu mà mình ra ngoài thì người ta sẽ trả lại tiền cho mình. Nhưng mà cái chuyện đó không có quan trọng bằng là cái chuyện là không có thể tiếp tục học được nếu mình về Việt Nam mà những chính sách của Mỹ họ thay đổi, không cho vào lại thì mình không đi học lại được. Thì cái đó là cái điểm, cái điều quan trọng nhất là mình phải chú ý đến, chứ không phải mình quyết định cái vấn đề ở lại hay không, tại vì vấn đề tài chính. Bởi thế nếu mà muốn về Việt Nam để mà tiết kiệm được thì cái chuyện có thể là hơi sai lầm. Nếu mà muốn về Việt Nam để yên tâm hơn, mà có thể có vấn đề gia đình giúp đỡ và nghĩ rằng Việt Nam nhiễm bệnh nó ít hơn ở Mỹ, thì đó là cái quyền suy nghĩ của mọi người, thì cái đó tôi không có ý kiến. Dạ vâng, nhưng mà nhiều khi mình phải lường, giáo sư nói là nhiều khi lợi bất cập hại đó, mình phải lường trước những cái rủi ro. Tại lúc này thì tình trạng mà bế quan tỏa cản ở các nơi thì dần dần cũng là mỗi nơi một nhiều lên, thì nhiều khi mình đi ra rồi đi vô nó cũng khó khăn. Vâng, mình sẽ phân tích những cái lợi hại về cái việc đi ở lúc này sau đây. Nhưng mà thưa giáo sư, câu hỏi hiện bây giờ lúc này là của một người bạn đang theo dõi chương trình là nếu bây giờ tất cả các trường Mỹ đều chuyển qua học online, vậy thì có tính chi phí tiền học phí y như là bình thường không, hay là có giảm có miễn gì không trong cái mùa dịch Covid này, trong lúc mọi người đều phải học online không có tới lớp? Cái thứ nhất là trong cái thời gian này thì cái vấn đề online, có những cái trường đại học mà không phải là online từ đầu thì đó là cái vấn đề tạm thời mà thôi. Bởi thế theo tôi biết, theo cái kinh nghiệm của tôi ở trường đại học, ở đại học chúng tôi thì họ không có trả tiền lại, mà tại vì cái vấn đề trả tiền lại nó hơi rắc rối, tại vì vấn đề online hay là face to face, có nghĩa đi học ở trong trường đại học, thì nó cũng tương tự với nhau nếu mình học trực tuyến. Bởi thế để mà giảm bớt vấn đề phức tạp về vấn đề chuyển tiền lại cho những người học online, thì tất cả đại học trên nước Mỹ tôi nghĩ rằng là họ không có chuyển tiền, trả tiền lại, tại vì những chương trình của họ cho online. Nhiều đại học họ có nghĩ rằng là phải trả tiền thêm, tại vì cái vấn đề mà online có thể nó đắt đỏ hơn là vấn đề đi học ở trong đại học, tại vì chúng tôi phải thay đổi rất là nhiều về những dụng cụ để mà giúp cho sinh viên và các giáo sư học online. Thì tôi nghĩ rằng là công bằng nhất là cái vấn đề và chuyển tiền lại của đại học thì không có nên. Nhưng mà nếu mà trong tương lai mà cái một đại học nào đó chuyển từ face to face qua online hoàn toàn, thì cái đó là chắc các đại học họ sẽ đổi lại cái vấn đề học phí như thế nào. Có nhiều đại học có thể giảm bớt, có nhiều đại học có thể tăng lên. Nhiều người nghĩ rằng là học online là rẻ tiền hơn, là cái đó không có đúng. Học online đôi lúc nó có thể đắt hơn là học đi tới trường học, tại vì cần rất là nhiều dụng cụ, tất cả những hệ thống về trả tiền học và những cái vấn đề dạy nó chuyển qua vấn đề online, thì cái vấn đề dụng cụ để dùng online nó có thể tăng thêm cái chi phí cho những cái trường đại học như vậy. Bởi thế mình phải kiên nhẫn và đợi khoảng vài ba tháng nữa thì mới nói được về vấn đề này. Dạ, ngoài cái vấn đề chi phí đó thì cũng nói lên cái một cái chuyện khác người ta cũng quan tâm, đó là về chất lượng. Bây giờ đang đi tới trực tiếp được thụ, tức là mình tới mình hàm thụ được cái kiến thức trực tiếp, rồi mình hỏi cái gì cũng ngay trực tiếp, giữa những cái sự là đi tới giảng đường đi học trực tiếp cho tới cái sự mà phải gián tiếp qua mạng, qua online như vậy, thì cái chất lượng giảng dạy nó có bị ảnh hưởng như thế nào không? Theo nguyên tắc của tất cả trường đại học thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi dạy online hay dạy ở trường đại học thì chúng tôi sẽ ráng hết sức để làm sao cho cái chất lượng nó không phải bị bớt đi. Nhưng mà đây là cái chuyện bất đắc dĩ, đây là một cái nạn của thế giới, mình đâu có biết trước được mà để chuẩn bị. Bởi thế mình, tiếng Việt nó gọi là we do the best we could, có nghĩa là mình làm hết sức và hy vọng rằng là cái chất lượng nó không có giảm bớt, mà nó giảm bớt tại vì cái tình trạng này thì là cái ngoài sự là sự suy nghĩ và sự mong muốn của đại học chúng tôi mà thôi.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, với những cái ngành học mà cần rất là nhiều những cái kinh nghiệm thực tế, hands on đó, tức là cái gì cũng phải đụng tay đụng chân thực tế, nhìn thấy mắt thấy tai nghe vân vân, thì qua cái chuyện chuyển qua học online vì dịch bệnh như thế này đó, thì nó ảnh hưởng tới cái việc học tập, cái việc tiếp thu cũng như cái việc thực tập thực tế của các em như thế nào, trường có giúp đỡ gì để có thể mà giảm thiểu những cái bất cập hoặc là những cái thiệt thòi cho các em hay không? Vâng, câu hỏi một câu hỏi rất là rõ ràng, rất là khó khăn cho chúng tôi giải quyết, tại vì theo trường những cái trường đại học giống như trường kỹ sư của chúng tôi thì cái vấn đề thực tập ở trong cái phòng thí nghiệm là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất cho chương trình giảng dạy của chúng tôi. Nhưng mà trong chương trình, trong cái thời kỳ này, tại vì tất cả những chương trình đều về online hết, thì chúng tôi có nhiều giải pháp. Có nghĩa là những cái lớp học các em học hiện tại có thể chơi lại một cái lục căn nguyệt sau, có nghĩa là kỳ học sau thì mình cứ đổi lại một lớp khác. Cái thứ nhì, theo những cái chương trình về computer, có thể là mình có thể làm những cái virtual lab, có nghĩa là không cần phải vào lớp nhưng mà cũng có những cái kinh nghiệm học qua computer đó. Thì hiện tại chúng tôi mà theo tôi nghĩ, mặc dù mình có làm gì đi nữa, có virtual lab qua computer thì chắc chắn mình sẽ phải bổ túc trong tương lai. Khi các em trở lại thì chúng tôi sẽ không đâu có phải học online từ đây cho đến cuối chương trình đâu. Thì chúng tôi hy vọng là trong cái tạm thời hiện tại thì tất cả đại học Mỹ họ đã làm hết sức để làm sao mà các em không có bị mất mát trong vấn đề đó. Dạ, có thể hiểu rằng mọi chuyện bây giờ chỉ là giải pháp tạm thời, và nếu như các em có bị thiệt thòi gì thì sau này trường cũng sẽ tìm cách để hỗ trợ các em và để bảo đảm là các em có được những cái kiến thức cần thiết trong từng mùa học. Dạ. Ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ rằng là tại các trường đại học trên nước Mỹ hiện tại cho các sinh viên đi học các lớp thay vì lấy điểm A, B, C, D, thì nếu mà các em nghĩ rằng cái lớp học này tại vì cái COVID 19 mà làm các em không có thể mà tập trung để học được, thì có thể cái điểm nó không có tốt, thì tất cả đại học cho các em một cái lựa chọn là có thể là pass fail, có nghĩa là nếu mà mình nghĩ là cái lớp học này thay vì họ ăn được con B hay là con A, mà bây giờ vì cái tình trạng này mà mình cái điểm nó thấp hơn là con C chẳng hạn, thì các em có thể xin được cái pass fail. Thì nếu được pass có nghĩa là qua được cái lớp này mà cái điểm trung bình mình không có bị ảnh hưởng. Dạ, nhưng mà sau này thì các em có thể gọi là bù lại để kiếm được cái điểm tốt hơn như thế nào không thưa giáo sư? Không, cái thứ nhất là trong đại học là cái vấn đề mà tính cái điểm trung bình đó là nó tính theo cái điểm ABCD của cái lớp của mình. Mà nếu mà mình nghĩ rằng là cái lớp học hiện tại á, mình học mà lấy ra có điểm thì nó làm cái điểm trung bình nó thấp hơn, nó ảnh hưởng thấp hơn, thì mình nên lấy pass fail. Tại vì nếu pass fail thì được pass thì cái điểm không có bị ảnh hưởng. Mà nếu mà thấy mà mình học cái lớp này mà có cái cơ hội vẫn được ăn được cái điểm cao hơn cái điểm trung bình của hiện tại, thì cái điểm trung bình thì mình không nên xin pass fail, tại vì cái điểm mình sẽ được cái này sẽ làm cho cái điểm trung bình của mình cao hơn, có hiểu không ạ? Tức là mình có thể xin là cái lớp này trong cái mùa này tôi không cần lấy điểm, mình xin gọi là vượt qua khỏi cái lớp này luôn, tức là học nhưng mà có nghĩa là mình không có bao giờ học lại lớp này nữa, nhưng mà được pass thôi, không có cái điểm. Không tính điểm. Tại vì cái điểm này thường nó cho từ 4 chấm là con A cho đến zero là F chẳng hạn, hay là D là 1. Thì khi mà tính ra theo cái hệ số đó là cái scale đó là cái credit hour đó, thì có thể rằng là nó ảnh hưởng cái điểm trung bình của mình. Và nhiều sinh viên có thể là học rất là xuất sắc, từ trước giờ anh điểm trung bình chẳng hạn là 3.5 chẳng hạn, mà bây giờ bị cái ảnh hưởng về cái không được cái môi trường để học mà được 3.5, có nghĩa là B plus hay là A minus á, thì kỳ này mà các sinh viên đó nghĩ là cái lớp học này mình sẽ được con C, thì thay vì có con C có nghĩa là chỉ có 2 điểm mà thôi, thì cái điểm đó nó sẽ kéo cái điểm trung bình xuống, thì thay vì lấy điểm đó thì xin thầy cho pass fail, có nghĩa là pass mà không có bị ảnh hưởng cái điểm trung bình, có hiểu không ạ? Dạ, tức là coi như học là vẫn học nhưng mà không có tính điểm, để không có tính điểm mà vẫn được là coi như qua cái lớp đó,
không bao giờ lấy lại cái lớp đó nữa, nhưng mà cái điều kiện mà được thỏa mãn cho cái lớp đó là xong rồi, không cần phải đi lấy lại. Vâng, đó là một trong những cái cách mà trường có thể hỗ trợ cho các em. Tất cả các trường là 100% của trường đại học trên nước Mỹ hiện tại có cái option đó cô. Vâng, dạ. Thưa giáo sư, câu hỏi của Kim Lê lúc này là nếu mà muốn ở lại đó thì phải ở lại Mỹ khoảng 10 tuần tại ký túc xá của trường, phải nộp số tiền hơi nhiều. Thì như vậy thì muốn cho con đi qua nhà bà con ở thì cái bảo hiểm sẽ mua tiếp tục 10 tuần đó có được hay không? Cái thứ nhất là bảo hiểm mua ở Mỹ là thường thường cả hàng năm, không phải là chỉ đến mùa hè mà thôi. Thì thường thường người ta bắt đầu mua là từ cái đầu niên khóa là tháng 9 năm này cho đến tháng 9 sang năm. Đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 8 sang năm. Thì nếu mà trong trường hợp này mà ra ngoài, theo tôi biết là bảo hiểm mặc dù ở đâu cũng được, không cần phải ở trong kiến trúc xá, mà nhất là trong cái trường hợp này thì tất cả các trường học và các hãng bảo hiểm họ rất là linh động cho mình, họ cho phép mình nhiều bảo hiểm bắt buộc phải ở trong kiến trúc xá. Thì trong trường hợp này mình nên check lại, kiểm tra lại với lại cái hãng đó cho phép mình về nhà hay không. Thì trong trường hợp này thì nên về nhà và có thể mua bảo hiểm ngắn hạn, có nghĩa là trong một thời gian nào đó thôi, hay là cứ tiếp tục cái bảo hiểm cho đến cuối năm rồi mình coi tình hình nó thay đổi mà tốt hơn thì nó trở lại bình thường mà thôi. Dạ, câu hỏi của Hà Phạm là hiện có đang một cháu bé đang học ở trường high school ở Mỹ, hiện đang ở Mỹ nhưng mà cuối tháng 5 này sẽ kết thúc năm học thì phải về, nhưng sau đó hết hè lại phải qua Mỹ học tiếp thì phải gia hạn visa mới qua lại được Mỹ. Mà hiện bây giờ cái việc gia hạn nó cũng hơi khó khăn, tại vì ở phía lãnh sự Mỹ họ đã ngưng phỏng vấn cấp visa rồi đó, thì không biết chừng nào họ mới mở lại. Thì trong trường hợp đó vẫn cho bé ở lại Mỹ, không về nhà, không về Việt Nam nữa, thì có bị vi phạm cái luật di trú hay không? Theo tôi biết F1 visa mà khi qua Mỹ nếu mà hết hạn thì nếu mà muốn gia hạn thì mình phải về Việt Nam để mà xin gia hạn, thì cái đó phải đi lại, phải đi phỏng vấn lại thì khó khăn hơn. Nếu mà cái F1 visa nó chưa hết hạn mà mình về để mình xin gia hạn thì nó dễ dàng hơn, thì khỏi phải cần qua cái phỏng vấn. Thường thường là automatic, có nghĩa là đương nhiên là được. Nhưng mà bây giờ hiện tại cái chương trình nó đã thay đổi rồi, thì mình nên, tại vì chính phủ Mỹ họ đưa ra những cái luật lệ để mà ngăn chặn những cái bệnh từ các nước, nhất là ở Đông Nam Á qua Mỹ. Bởi thế cái vấn đề đi lại từ mà cái nước ngoài qua lại nước Mỹ nó có vẻ khó khăn hơn trước. Thì theo tôi biết nếu mà F1 visa student ở bên này, sinh viên bên này mà họ hết hạn mà họ vẫn còn chương trình học, thì nếu mà không về nước thì vẫn được ở lại bên này học cho xong, cho đến hết chương trình. Nhưng mà trường hợp của em này thì tại vì cái I-20, cái form I-20 của em này nó sẽ hết hạn vào tháng 5 này, tại vì học high school, bởi thế nó hơi khó khăn hơn một chút. Nếu tôi biết nếu mà về lại Việt Nam mà xin visa thì trở lại Mỹ rất là khó khăn, nhưng mà nếu mà ở lại Mỹ mà không có cái I-20 thì là bất hợp pháp. Thì tới cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cái luật sư trong chương trình di trú của cô có thể trả lời rõ ràng hơn. Theo tôi biết thì hiện tại chưa biết rõ ràng thì cứ ở lại Mỹ, tại vì cái vấn đề trong chương này nó có thể thay đổi hàng tuần một. Muốn ở lại Mỹ thì mình nên ở lại Mỹ, và có thể lúc đó chính phủ Mỹ, tại vì cái chương trình này họ có thể di ra cho mình là giới hạn visa hay là xin visa mà khỏi lại trở lại cái nước của mình đó, thì hy vọng cái đó họ sẽ chấp nhận. Tại vì nếu mà về lại Việt Nam mà họ không cho visa lại trở lại Mỹ thì cái chuyện đó là nó khó khăn hơn cho cái gia đình này. Thì tôi nghĩ là khi cái chưa được cái ổn định về những cái luật lệ về di trú thì mình nên ở lại Mỹ để mình biết cái tình hình như thế nào, và trong khi đó cứ liên lạc với những cái người ở cái văn phòng di trú của Mỹ để biết cái hình thức họ sẽ cho mình những cái lời khuyên như thế nào. Đó là cái lời khuyên của tôi là bây giờ quan về cái đã, cỡ lại đây cho đến tháng 5. Hỏi này nó cũng liên hệ đến rất là nhiều người. Thì Trà My nghĩ rằng là để có được một cái câu giải đáp mà chi tiết về luật lệ di trú đó, thì mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình cũng cùng giờ này tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm. Chúng tôi có chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp mỗi tuần.
Tất cả những câu hỏi về di trú sẽ được luật sư Khanh Phạm trả lời trực tiếp, cũng bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về luật lệ di trú thì xem coi có bị vi phạm hay không, lúc này nên cầu cứu ở đâu, thì luật sư di trú Khanh Phạm sẽ là người có cái giải đáp gọi là cụ thể nhất. Trong lúc này thì có những câu hỏi mà liên quan tới việc mà du học trong mùa dịch corona, thì xin gửi giáo sư tiếp tục. Đó là con gái tôi đang trong thời gian làm hồ sơ đi du học. Trong thời gian này việc du học có bị ảnh hưởng gì không? Tôi biết nếu mà cháu gái hay, đã được nhận vào trường đại học và sẽ đi học vào tháng 9, đó là một vấn đề khác. Mà nếu mà để xin đi học vào sang năm thì cái tình hình đi học cho sang năm thì nó vẫn chưa thay đổi gì hết, tại vì nước Mỹ họ hy vọng là vào trong năm này, từ đây cho đến tháng 6, tháng 7, cùng lắm là đến tháng 9 là cái vấn đề COVID-19 sẽ được giải quyết. Thì theo tôi biết là chưa có sự gì thay đổi hết, nhưng mà tôi biết rằng là những cái kỳ thi TOEFL có những cái đại học những cái nước giống như là ở nước Việt Nam, theo tôi biết là nước Tàu ở bên Trung Hoa thì hiện tại là họ đã suy nghĩ rằng là tại vì những cái cơ quan đi thi TOEFL họ họ đã đóng cửa tại vì COVID-19, thì bây giờ là họ còn đang suy nghĩ rằng là có thể làm những cái chương trình để các sinh viên lấy cái TOEFL từ nhà được không, và họ còn đang nghiên cứu, thì trong cuối tháng này thì họ sẽ cho biết cái tình hình như thế nào. Thì tôi nghĩ là Việt Nam là có sự ảnh hưởng về đi thi ở SAT hay là TOEFL, thì cái đó là mình phải theo dõi cái tình hình để coi thử là họ thay đổi như thế nào. Có thể trong tương lai có thể các em có thể lấy SAT từ nhà hay là lấy TOEFL từ nhà. Những cái bài thi quốc tế đó là những cái bài thi bắt buộc mà khi mà mình nộp đơn mình xin học ở đây đó, thì họ có những trường họ bắt buộc có SAT, thì phải có những cái bài thi tiêu chuẩn quốc tế đó thì mới được. Còn TOEFL là cái câu hỏi của vị này là nếu mà con gái của vị còn đang xin du học cho năm tới, có nghĩa là tháng 9 2021, thì theo tôi biết thì nó không có gì thay đổi hết về vấn đề mà xin vào những trường đại học, chỉ có vấn đề thay đổi mà nó quan trọng nhất là TOEFL với là SAT mà thôi. Xin hỏi giáo sư câu hỏi của Kim Lê hồi nãy về vấn đề bảo hiểm đó, thì bạn có bổ sung thêm chi tiết là con bạn học hồi tháng 8 2019 cho tới tháng 5 này là về hè, mà bây giờ dự định cho ở lại nhà bà con thì sợ là bảo hiểm đó nó hết hạn, cho nên muốn mua tiếp theo có được hay không, tại vì trường có thông báo là nếu ở lại 10 tuần thì trường sẽ mua bảo hiểm của trường tiếp, còn đi ở nhà bà con thì không biết mua tiếp tục có được không. Còn cái thứ nhất là mình phải liên lạc với trường, tại vì cái tình trạng cái này là coi như là bà ta đã liên lạc với lại cái trường đại học trường trung học rồi, và họ nói rằng là nếu mà muốn mua bảo hiểm thì phải lại ở lại trường của họ, đúng không ạ? Dạ, theo như cái vị này nói là tại trường có thông báo là nếu ở lại 10 tuần thì trường sẽ mua bảo hiểm của trường tiếp. Còn bây giờ quyết định về nhà bà con thì như thế nào, có mua tiếp thứ không? Nhất là ở Mỹ nếu mà ở lại nhà bà con thì những người đó họ có những cái chương trình bảo hiểm về nhân thọ hay là về bảo hiểm về sức khỏe, thì những người đó họ có thể, nếu mà trường trung học họ không có mua cho bảo hiểm, nếu mà em này muốn về ở nhà bà con thì cái đầu tiên là ở nước Mỹ này có thể học hỏi để mà kiếm cách mua những bảo hiểm mà không cần qua những trường trung học hay đại học. Thì theo tôi biết là các bạn nên người này nên nói chuyện với những người mà con gái sẽ về ở chung trong cái thời gian 10 tuần tới, thì có thể mua bảo hiểm tạm thời trong cái thời gian đó được hay không. Theo tôi biết thì có. Câu hỏi của Quang Nguyễn, học đại học kinh tế năm cuối có thời gian thực tập là bao lâu thưa giáo sư? Theo tôi biết chương trình kinh tế và chương trình OPT chỉ có tối đa là một năm mà thôi. Trở lại với cái quan ngại chính là dịch corona ảnh hưởng tới du học sinh như thế nào đó, thì bây giờ có những câu hỏi như thế này. Thưa giáo sư, bây giờ mọi người học online thì không nhất thiết ở Mỹ mới online được, có thể về nước cũng học online được, cho nên có nhiều bạn nói vậy thì tôi về Việt Nam chẳng hạn, tôi học online tiếp tục thì có bị ảnh hưởng tới cái tình trạng visa của tôi hay là ảnh hưởng tới cái OPT của tôi hay không? Cái thứ nhất là theo chúng ta đã nói trả lời những cái câu hỏi trước đây, thì cái vấn đề về Việt Nam hay không đó là cái quyền quyết định cuối cùng của các bạn. Mình không nên về tại vì mình muốn tiết kiệm về vấn đề tài chính. Cái vấn đề nguy hiểm nếu về mà không qua lại được, tại vì vấn đề visa người ta đã cho cấp cho mình rồi,
thì ví dụ giống như bây giờ những sinh viên Việt Nam có visa là 2 năm chưa hết hạn nhưng mà muốn về Việt Nam thì tôi nghĩ là về Việt Nam thì muốn học online chỉ khác nhau là Việt Nam bên này là đêm, bên kia là ngày, thì cái vấn đề mà học trực tuyến không có phải là vấn đề. Những cái vấn đề là hiện tại mình không biết nước Mỹ họ sẽ đưa ra những cái luật mới để ngăn chặn những cái sinh viên ở Việt Nam hay ở các nước Đông Nam Á qua đây, thì có thể họ làm cho khó khăn hơn. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái visa mình còn có hạn, có nghĩa là chưa hết hạn, thì khi về đến Việt Nam mà muốn trở lại để mà học lại cái mùa thu năm tới, có thể năm này là fall of 2020, thì tôi nghĩ rằng là nước Mỹ họ vẫn cho vào, nhưng mà họ sẽ có những cái biện pháp để mà cách ly những cái sinh viên để mà họ muốn chắc chắn rằng là những sinh viên này họ không có đem bệnh từ Việt Nam qua, thì nó khó khăn hơn thôi, nhưng mà tôi nghĩ là nó có thể được. Nhưng mà nếu mà cái visa đã hết hạn rồi mà về Việt Nam để mà xin gia hạn, thì bây giờ tôi biết là nước Mỹ họ có một cái luật mới là họ không cho visa nữa, thì cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất, là mình về được mà mình không có gia hạn được visa thì làm sao trở lại Mỹ. Tôi hiểu không ạ? Thưa Đó chính là quyền, mình phải. tạm thời là hiện bây giờ họ ngưng phỏng vấn cấp visa cho tới ít nhất là ngày 10 tháng 4, sau ngày đó mới có quyết định tiếp. Nhưng mà thưa giáo sư, cái băn khoăn này không chỉ là vấn đề là đi gia hạn visa hay không, mà họ băn khoăn là vì theo cái luật di trú đối với cái visa F1 cho du học sinh, đó là du học sinh phải học toàn thời gian, toàn phần ở Mỹ, chứ không được học trực tuyến, cũng không học từ xa, không học hàm thụ. Thì như vậy thì trong cái thời gian mà rất đặc biệt chưa từng có trước nay này, mà mọi người đều học online, thì tôi học online từ Việt Nam chẳng hạn, thì nó có bị gọi là trái cái quy định với cái visa này sở di trú có làm khó khăn tôi hay không, hoặc là khi mà tôi xin cái OPT là cái thực tập sau khi học á, thì có bị người ta trừ điểm hay là khó dễ gì vì tôi không có giữ nghiêm túc 100% học full time hay không? Và cái nhất là theo cái luật mới của chương trình sinh viên và trao đổi của nước Mỹ, họ mới ra một cái luật mới rằng là họ cho phép tất cả đại học được rất là uyên chuyển để mà thay đổi cái chương trình, và nếu mà thay đổi chương trình để mà chống đối lại cái COVID-19 mà bắt buộc phải tất cả các lớp học và online, thì không phải trái cái luật mà họ ra. Theo cái luật, trên nguyên tắc là nếu mà đi du học F1 thì chỉ có lấy tối đa là một lớp online mà thôi. Nhưng mà trong tình trạng này, tại vì tất cả các đại học đều đóng cửa, thì nếu mà học online trực tuyến thì cũng giống như là học full time. Theo tôi biết, nếu mà học full time thì học từ đâu cũng được. Có nghĩa là học bất cứ ở, tại vì khi mình học online thì mình đâu có biết rằng là ở đâu. Nếu mà học từ Việt Nam mà mình đúng theo cái trình độ, đúng theo cái phương pháp trong cái lớp học, thì tôi nghĩ rằng là cái đó cũng được công nhận để mà thỏa mãn cái điều kiện của F1. Nhưng mà cái đó là tôi nghĩ là chương trình về di trú luật sư Khanh sẽ trả lời rõ ràng hơn. Nhưng mà theo tôi thấy, nếu mà về Việt Nam mà học online thì nó vẫn cũng thỏa mãn những cái điều kiện học full time ở nước Mỹ trong cái tình trạng này. Đó là một cái giải quyết tạm thời mà thôi. Cái đó không có phải là permanent được, có nghĩa là Vĩnh viễn, dạ. Cho vĩnh nên viễn có được. thể có được gì, dạ. Nhưng mà quý vị băn khoăn là khi quý vị trở lại thì hải quan và bên di trú họ có thể xét hồ sơ, họ thấy là quý vị không đủ ngày giờ tuân thủ đối với cái việc học toàn phần đó, thì lúc đó là có những cái phát sinh nào đó thì cũng có là một Thì cái cái đó lo mình ngại. không biết được, tại vì tôi biết rằng là nếu mà cái visa nó đã vẫn còn có giá trị và mình vẫn học ở trường, nó gọi là tiếng Mỹ là trong good standing, có nghĩa là không có vấn đề gì hết, thì đến khi đến quan thế là họ phải cho mình qua mà thôi. Nhưng mà cái đó là mình không biết được, tại vì những cái luật lệ trong đó có thể trong mấy tháng tới họ sẽ thay đổi và họ sẽ làm khó khăn hơn. Thì cái chuyện mà cái lời khuyên của tôi thì nên ở lại đây, nếu mà được thì nên ở lại Mỹ cho đến chương trình nó ổn định thì mình mới quyết định được. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Câu hỏi của Quang Nguyễn: học xong đại học rồi thực tập, sau đó xin học thạc sĩ tại trường cũng cùng trường đó luôn, thì nên làm như thế nào? Cái thứ nhất là nếu mà học xong bachelor degree rồi và xin cái I-20 để mà học tiếp
thạc sĩ, thì tôi nghĩ rằng nó cũng có gì lo lắng hết. Chúng tôi, trường đại học chúng tôi vẫn approve, vẫn cho những sinh viên học xong chương trình bachelor, và có thể trong tương lai thì những cái lớp online nó có thể nhiều hơn. Nhưng mà cái chương trình di trú của Mỹ, chương trình gọi là exchange program của Mỹ, họ đã nói rằng là họ rất là uyển chuyển và cho phép tất cả các đại học để mà thiết lập những cái chương trình mà nó có thể bảo vệ các sinh viên trong vấn đề COVID-19. Mà nếu đó mà mình tăng lên cái số online lớp để mà cho các sinh viên học ở nhà hay ở trong ký túc xá để khỏi vào lớp, thì cái đó là tốt. Nói tóm lại là cái vấn đề xin đi học tiếp về thạc sĩ nó không thay đổi gì hết. Thì có cái cách dạy từ đây đến cuối năm, nếu mà trong mùa thu mà nó chưa thay đổi thì cái những lớp online có thể là hoàn toàn online cho đến khi mà cái vấn đề COVID được giải quyết hoàn toàn. Dạ, nhưng mà bạn hỏi làm thế nào để xin tức là học tiếp luôn cái trường đó luôn, là lên cấp thạc sĩ, chị nộp đơn xin hay là phải thi thố như thế nào? Thì mỗi trường đại học nó có một cái hệ thống riêng. Theo chúng tôi biết là trong cái thời gian còn đang đi học hiện tại mà con đang học chương trình cử nhân thì mình phải nạp đơn liền, xin trường đại học họ chấp nhận để mình có cái I-20 khi mình ra trường vào tháng 5, thì nó có cái I-20 cho cái chương trình thạc sĩ mới, và có thể lúc đó là mình ở đây mình xin gia hạn và ở lại tiếp luôn, khỏi về Việt Nam. Dạ, câu hỏi của Ngọc Tăng Phạm là nếu đã phỏng vấn, trường đã đồng ý, đang trong lúc chờ cái I-20 từ trường cấp vào high school, và dự kiến là tháng 9 năm nay nè sẽ đi qua học, mà bây giờ bị cái dịch corona này, thì lời khuyên của giáo sư lúc này như thế nào? Cái thứ nhất là các bạn nên liên lạc rất là thường xuyên với các trường ở bên này, trường trung học bên này, và coi họ những cái tình hình như thế nào. Theo tôi biết những cái trường trung học ở bên này họ đã đóng cửa và họ không biết là chương trình trong mùa thu như thế nào. Nếu mà tình hình được ổn định vào tháng 9 là tất thời kỳ mà tháng 8, tháng 9 là bắt đầu cái niên học mới, thì tôi nghĩ rằng là vấn đề nó sẽ trở lại bình thường mà thôi. Và nếu mà tình hình chưa được ổn định thì mình lại biết là những cái chương trình họ thay đổi như thế nào thì mình phải theo. Mình không có thể đoán trước được, tại vì cái vấn đề của COVID-19 này nó thay đổi hàng tuần, mình không biết được. Thì trong mình cứ nghĩ rằng là từ đây đến tháng 9 cái chương trình nó sẽ ổn định và mình sẽ qua Mỹ đi học ở trường đại học, trường trung học đó mà thôi. Mà nếu có gì thay đổi thì mình thay đổi theo đó. Dạ, yeah, tức là phải theo dõi thông tin từ trường trực tiếp. Thường xuyên, rất là thường xuyên. Yeah. Họ sẽ hướng dẫn cho quý vị biết là đó họ cần phải làm gì. Dạ vâng, nếu mà học online hiện bây giờ đó mà nó ảnh hưởng tới lại, thí dụ như các bạn mà đã lỡ về Việt Nam rồi và đang học online, mà sau này khi mà đi qua lại không được hoặc là gia hạn visa không kịp, bị bất cứ một cái khó khăn nào trong cái việc du hành trở lại nước Mỹ đó, thì trường học có thể can thiệp giúp đỡ gì không? Trường có vai trò gì không thưa giáo sư? Cái thứ nhất là cho những cái sinh viên họ sẽ họ đã được chấp nhận để mà bắt đầu đi du học ở các trường đại học ở Mỹ, đó là một cái vấn đề rất là lớn, rất là ưu tư lớn cho chúng tôi hiện tại. Là nếu mà đến tháng 9 mà các trường đại học bên này họ chưa giải quyết được vấn đề để mà đối phó với COVID-19 như thế nào, thì lúc đó theo tôi biết có hai trường hợp. Một, cái thứ nhất là họ giải quyết được rồi thì cái tình trạng nó trở lại bình thường, các sinh viên qua đây đi học, và có thể là vì cái vấn đề này, cái vấn đề học tù học nó có thể trễ một vài tuần thì cái chuyện đó không có hề gì. Nhưng mà nếu mà các đại học ở đây mà họ nghĩ rằng là bây giờ chưa giải quyết được mà họ phải tiếp tục chương trình và họ cho tất cả những chương trình vào online hết, thì cái giải pháp cho những sinh viên Việt Nam mà sẽ đi học năm đầu tiên ở các đại học ở Mỹ thì tôi nghĩ rằng là nó dễ dàng lắm. Có thể lúc đó các sinh viên đó thay vì qua nước Mỹ đi học vào tháng 9 thì ở lại Việt Nam học cho đến cuối năm, học online cho đến tháng 12, rồi khi đến tháng 12 mà chương trình ổn định rồi, hy vọng chương trình sẽ ổn định, tháng 9 thì bắt đầu chương trình vào mùa xuân 2021, là vào tháng giêng năm tới, thì trở lại trường trong cái tình trạng bình thường. Mà nếu mà đến 2021 tháng giêng 2021 mà chưa được giải quyết
thì mình, các em cứ tiếp tục chương trình online mà thôi. Đó là theo tôi nghĩ rằng là các trường đại học họ cả đang suy nghĩ như vậy, tại vì nếu mà không có giải quyết được tất cả các sinh viên du học qua nước Mỹ thì họ mất những cái quyền lợi rất là nhiều về vấn đề tài chính, họ thua rất là nhiều, mất mát rất là nhiều, bởi thế họ phải giải quyết được những vấn đề đó. Thì theo tôi nghĩ rằng là nên liên lạc với tất cả các đại học mà các bạn sẽ được sẽ đi học để coi cái tình hình họ thay đổi như thế nào để mình uyển chuyển theo. Dạ vâng, thưa giáo sư, trong trường hợp mà học online như thế này thì các du học sinh hiện bây giờ có cần phải khai báo với cơ quan di trú hay không? Theo tôi biết là nếu các trường đại học họ đổi thành online, là những cái văn phòng mà lo về sinh viên quốc tế họ đã thông báo với chương trình di trú rồi, thì các sinh viên họ khỏi lo. Và họ không có làm gì hết. Dạ, tại vì các lớp học online thì nó sẽ giống như là được equivalent, là được giống như là một cái lớp học face to face, thì không có gì thay đổi hết. Dạ, cho nên là không cần từng bạn phải báo cáo với lại không cần bạn, tại vì cái đại học đó họ có bổn phận họ phải báo cáo cho những cái chương trình di trú là chúng tôi hiện tại cho online và cái cách thức giảng dạy như vậy. Thì theo tôi nói ngay trong vào đầu lúc chương trình là chính phủ Mỹ, cái chương trình của sinh viên và chương trình trao đổi của sinh viên, họ đã đưa ra một cái quyết định vừa rồi là cho tất cả đại học có quyền được uyển chuyển để mà giúp đỡ các sinh viên chống lại cái COVID-19 trong hiện tại. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Mình hết thời gian rồi, nhưng mà những cái câu hỏi vẫn còn rất là nhiều. Chẳng hạn như là trong cái mùa dịch này thì mình có bị ảnh hưởng tới cái H1B hoặc là OPT hay không, trong lúc mà mình đang xin việc làm để bảo đảm cái thời gian OPT của mình, mà tự nhiên bây giờ người ta biểu telework hoặc là mình không kiếm được việc, thì mình có bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ hay không chẳng hạn vậy. Hoặc là trường hợp mà những cái bạn mà sắp tốt nghiệp á, bây giờ muốn quay lại để mà dự lễ tốt nghiệp, thí dụ như tháng 8, tháng 9 tới, thì trường có hỗ trợ trong trường hợp mà khó khăn xin visa hay không? Rất là nhiều những cái thắc mắc lúc này, học hè như thế nào, rồi bây giờ những cái kế hoạch sắp tới. Thì xin mời quý vị và các bạn trở lại tối thứ hai tuần tới với giáo sư Nguyễn. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp những thắc mắc của quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất cho tới thời điểm là mới nhất có thể. Thành ra là những câu hỏi này thì nó vẫn còn rất nhiều, và xin hẹn quý vị và các bạn vào thứ hai. Những người nào mà có quan tâm nhiều về vấn đề di trú như là visa các thứ thì xin mời theo dõi thêm chương trình vào tối thứ năm của chúng tôi cùng giờ với luật sư di trú Khanh Phạm, thì sẽ giải đáp được những cái chi tiết rõ ràng hơn về vấn đề di trú. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay, thưa giáo sư. Vâng, thưa chào cô, thân chào các bạn. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần tới với rất nhiều những câu hỏi liên quan tới du học sinh trong cái mùa học mà Corona, và trong cái mùa mà nước Mỹ đang đóng cửa toàn bộ, kể cả trường học luôn, thì bây giờ phải làm sao, những cái kế hoạch đình hoãn cũng như những kế hoạch mà cần thiết phải dự bị trong tay lúc này là như thế nào đối với những em sắp sửa tốt nghiệp chẳng hạn. Thì xin mời theo dõi thường xuyên nhé, chúng tôi sẽ có câu trả lời cho quý vị cập nhật từng tuần. Dạ, một lần nữa cảm ơn giáo sư thật nhiều và xin phép ngưng chương trình ở đây để chúng ta hẹn gặp lại nhau vào tuần tới, thưa giáo sư.